Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm có vai trò, ý nghĩa, hết sức quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là năm tăng tốc, tạo bước phá trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Để về đích sớm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện lập kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình đô thị trực thuộc trung ương. Ghi nhận cả ý kiến của các chuyên gia về quy hoạch đô thị Thừa Thiên Huế tại một hội thảo do tỉnh tổ chức trong những ngày cuối năm 2022. Cuối tháng 12 năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương. Các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến quan trọng để Thừa Thiên Huế cân nhắc thực hiện. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, Thừa Thiên Huế có hệ thống đầm phá Tam Giang chạy dọc bờ biển, đó là di sản mà cả Đông Nam Á muốn có. Do vậy, quy hoạch tỉnh cần làm rõ, khai thác thế mạnh này nhiều hơn nữa hệ thống đầm phá này, hướng đô thị Huế về phía biển và xây dựng đô thị vệ tinh xung quanh sân bay, khai thác tốt hơn hệ thống giao thông quốc gia, phát triển đô thị chân bay Lăng Cô kết nối với thành phố Đà Nẵng. Trên tinh thần chung là đô thị di sản, tỉnh phải có giải pháp cụ thể hóa các yếu tố văn hóa, sinh thái. Trên cơ sở đó, xây dựng Huế trở thành biểu tượng để cả nước, thậm chí thế giới hướng đến. Tôi đồng ý là phải có một cái quy hoạch đồng bộ để đưa toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lên đô thị trực thuộc trung ương. Và muốn như thế là chúng tôi nghĩ là phải hướng cái quy hoạch này vào thành phố Huế và lấy Huế làm trung tâm. Huế phát triển thì toàn bộ tỉnh chúng ta phát triển và phải lấy văn hóa, lấy lịch sử, lấy di sản để làm chính. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, việc quy hoạch phát triển đô thị Huế phải dựa trên nền tảng tài nguyên văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch. Theo đó, chuyên gia khuyến nghị hình thành nên một thành phố du lịch đẳng cấp cao và là thành phố như một trung tâm giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, điểm đặc biệt của Huế khi có cảng chân mây là cảng nước sâu rất tốt, là vùng đất trời cho, hầu như không giải tỏa, ít đền bù, thế mạnh riêng khi có diện tích lớn về nhiều lợi thế, nội công nghiệp, hỗ trợ công nghiệp Thừa Thiên Huế, công nghiệp công nghệ cao. Đây là điểm mấu chốt cấu thành nên thành phố trực thuộc tương lai. Trong cái quy hoạch phát triển của Thừa Thiên Huế, nó căn cứ vào cái lịch sử, nó căn cứ vào cái điều kiện thực tế, đều đi đến một cái nhấn mạnh mà cái này nó phù hợp với lại cái ý kiến định hướng từ Trung ương. Là trên cái nền tảng cái tài nguyên văn hóa, lịch sử và cái tài nguyên du lịch đặc biệt của Thừa Thiên Huế, cảng chân mây ấy, một cảng nước sâu rất là tốt và gắn liền với nó là một cái vùng, phải nói là một cái vùng đất mà nó giống, tôi nghĩ là trời cho còn để lại cho Thừa Thiên Huế là làm khu kinh tế chân mây Lăng Cô, hầu như không phải giải tỏa, không phải đền bù gì nhiều. Và đây là một cái thế mạnh rất lớn của cái phát triển kinh tế bây giờ. Có vị của kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn thì định hướng thành phố trực thuộc trung ương của Thừa Thiên Huế cần lấy lại vai trò trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thừa Thiên Huế cần chia sẻ với Đà Nẵng trong vai trò trung tâm vùng ở đây. Theo kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn, đô thị trực thuộc tương lai mang tên là thành phố Huế. Đây là cái tên có thương hiệu từ lâu. Cùng với đó, Thừa Thiên Huế cần quy hoạch theo hướng phát triển đô thị chân mây Lăng Cô và đô thị trẻ Phú Bài, bởi đây là những yếu tố sẽ đóng góp rất lớn cho kinh tế của Thừa Thiên Huế. Tôi nghĩ rằng là đô thị trực thuộc trung ương tương lai sẽ mang tên là thành phố Huế, bởi vì đây là một cái tên có thương hiệu từ lâu. Bên cạnh đó thì tôi ủng hộ cho cái đề xuất là hiện nay chúng ta có hai quận hiện hữu. Và chúng ta phải dự kiến đến hai quận tương lai mà tôi nghĩ rằng là sẽ đóng góp rất lớn cho kinh tế của Huế là đô thị chân mây Lăng Cô, đô thị cảng biển và du lịch biển, và bên cạnh đó là đô thị sân bay Phú Bài. Cùng tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, trong cả phương án dự kiến xây dựng mô hình tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phương án chọn tên gọi là thành phố Huế với việc thành lập 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện được thống nhất cao. Chúng tôi thấy là cái mô hình mà thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ bao gồm là 9 đơn vị. Trong đó thì thành phố Huế dự kiến sẽ chia thành 2 quận. Hương Thủy sẽ phát triển lên thành một đơn vị cấp quận nữa.
Phong Điền thì phấn đấu là trở thành thị xã, Hương Trà thì có nhập thêm địa giới hành chính của Dương Hòa, Hương Thủy, rồi Nam Đông và Phú Lộc là nhập thành một cái huyện mới. Đối với các huyện Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới thì giữ nguyên hiện trạng. Thì đây là một cái phương án đề xuất. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của các cấp các ngành, rồi ý kiến của các chuyên gia để chúng ta có được một cái mô hình hoàn chỉnh nhất. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia cũng như ý kiến đóng góp của nhân dân, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lựa chọn các quy hoạch phát triển mở rộng không gian phát triển Thừa Thiên Huế trên cơ sở cân đối các tiềm năng dư địa để tạo tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội khi thành lập trở thành thành phố trực thuộc trung ương.